ở trong một cái lộ trình mà bạn muốn được hạnh phúc thì bản thân bạn phải làm trước. Nếu như bạn không làm, vô tình như những ví dụ chúng ta đã thấy, bạn sẽ mong đợi, bạn sẽ áp đặt, bạn sẽ cảm giác khó chịu, bạn sẽ tạo ra nguyên một cái sự tương tác đầy tổn thương cho mình trước và cho cái người kia. Và ở đó người kia nói, tới lúc nào đó anh mệt quá, thực sự mệt mỏi, phải ra đi thôi. Là tại vì trong cái lộ trình ngàn dặm đi, cái này đi không nổi. Chính vì vậy cho nên mình phải làm trước. Mình phải là một cái người mà phải sống trên một cái nền tảng tốt nhất đã. Ở đó mình hạnh phúc rồi. Và trên cái lộ trình đó, mình đi rất là nhẹ nhàng, tại mình đã lần lặng.